Kính thưa ông bà, anh chị em trong Hội Thánh. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở trong Roma đoạn 1 câu 17 để chúng ta biết rằng người công bình sống bởi đức tin là như thế nào. Chúng ta đã được xưng công bình bởi tin ở Chúa Giêsu Christ, nhưng bây giờ chúng ta phải sống bởi đức tin nữa. Roma đoạn 1 câu 17. Chúng ta vào Kinh Thánh trên mày, nhưng mà anh chị chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, ở đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Amen. Thưa Chúa, xin mời ông bà cho chúng ta cùng với tôi hiệp ý trong sự cầu nguyện. Amen. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng đầy lòng thương xót, chậm giận hay làm ơn hay đổi ý về sự giáng tai họa. Ngài không chấp tội luôn luôn, cũng không mặc giận đến đời đời. Quả thật nếu như Ngài chấp tội thì không ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn còn thương xót chúng con. Ngôi ân điển của Ngài vẫn còn, và huyết ở trên bàn thờ vẫn còn, và Ngài vẫn ngồi ở ngôi thương xót để cầu thế cho chúng con là những thánh đồ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng thương xót dẫn chúng con đến gia đình cô Tám ở nơi đây để thờ phượng ngợi khen tôn vinh chúc phục Ngài. Chúa ơi, trong thời giờ này chúng con lại đến với lời của Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa hiện diện ở nơi đây. Xin Thánh Linh Chúa là thần lẽ thật sẽ đến để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và xin Ngài cũng sức giàu trên lời của Ngài và giấu tôi tớ hèn mọn ở trong lời, để rồi lời của Chúa được rao ra. Không phải bởi ý riêng, nhưng bởi Thánh Linh Chúa soi dẫn. Vì quả thật, nếu không bởi Thánh Linh Ngài, thì chúng con không biết phải nói thế nào, không hiểu được lời của Ngài là thế nào. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong thời giờ này. Vì chúng con là những người mù, người đuôi, người câm, người điếc, người què ở trước mặt Chúa. Nhưng Chúa đã chọn lựa chúng con, dùng chúng con làm công cụ trong tay quyền năng của Ngài. Thì xin Chúa cũng ban ơn, sức giàu và làm thành theo ý muốn của Ngài. Để rồi lời đó sẽ được đóng ấn vào trong tâm trí, trong lòng của mỗi người ông bà anh chị chúng con. Để rồi mỗi người sẽ được nuôi dưỡng bởi lời đó, và nhờ lời mà chúng con có đức tin. Vì đức tin đến là bởi sự nghe, mà khi nghe là lời giảng về phúc âm của Chúa cứu thế Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa cũng sức giàu trên tấm lòng, lỗ tai, con mắt tâm linh của mỗi người ông bà anh chị em chúng con. Amen. Để rồi ai nấy cũng thấy được Chúa Giêsu Christ ở trong lời của Ngài. Amen. Để họ tiếp nhận Ngài vào làm cứu Chúa, làm chủ của đời sống mình. Amen. Và Ngài nhân đức tin sẽ ngự vào và dẫn dắt họ từ Amen. Bây giờ cho đến ngày chung kết. Chúng con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa được vinh hiển khi chúng con tiếp nhận lời của Ngài. Amen. Và cũng chúng con được dự phần vinh hiển với Ngài. Amen. Bởi quyền năng Ngài sẽ tuôn đổ ở trên dân sự Ngài. Amen. Và vương quốc của Ngài tin sẽ cậy mở rộng ở trên đất này. Cảm ơn Chúa. Bởi Thánh Linh của Chúa hành động, chúng con Amen. Cảm ơn Ngài. Chúng con dâng hết thảy mọi sự trong tay quyền năng của Chúa. Phải. Và nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Amen. Chúng con hiệp chung theo sự cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thế thì ở đây chúng ta thấy là Phaolô đã viết trong Kinh Thánh này, đây không phải là lời của ông nhưng mà lời của Thánh Linh Chúa. Thế thì tin lành về Chúa Giêsu Christ là bày tỏ cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi cái điều gì mà người ta nhận lãnh được ạ? Bởi cái điều gì mà người ta nhận lãnh được cái sự công bình của Đức Chúa Trời? Bởi đức tin. Bởi đức tin, đúng không ạ? Thế thì rồi cuối cùng là gì? Phải dẫn đến đức tin nữa.
đức tin rồi nhưng lại phải dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng người công bình sẽ sống qua đức tin. Thế thì ngày hôm nay chúng ta biết là khi chúng ta đói thì chúng ta làm gì? À, khi chúng ta đói thì chúng ta làm gì? Ăn. Đấy, ngon đấy. À, ngon đấy. Khi ta đói thì ta phải ăn, đúng không ạ? Thế khi ta khát thì ta gì? Uống. Thế muốn có đức tin, muốn có đức tin thì chúng ta làm cái gì? Hả? À? Khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta phải làm cái gì? Nghe lời Chúa giảng. Hả? Nghe lời. Thế thì chúng ta mở Roma đoạn 10 câu 17. Để chúng ta thấy là đấy, đói thì chúng ta ăn, khát thì chúng ta uống. Thế thì muốn có đức tin thì chúng ta phải làm cái gì? Muốn có đức tin thì phải làm gì? Nghe lời. À, phải nghe. Nghe và làm theo. Nghe và tin thôi. Tin thôi chứ làm theo không có đức tin mà. À, thì cứ để từ từ rồi sẽ làm. Làm thế nào? Rồi chúng ta sẽ đọc câu 17 nha. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Christ được rao giảng. Thế thì đức tin đến là bởi nghe, tức là qua cái lỗ tai. Mà nghe cái gì? Nghe lời. Mà trong cái bản tiếng Anh, bản King James thì nó là lời là word of God. Ốc gác, tức là lời của Đức Chúa Trời. Thế còn đây cái bản Kinh Thánh truyền thống thì viết là lời của Đấng Christ. Thế lời Đấng Christ với lời Đức Chúa Trời có khác nhau không? Thế nhưng mà cái này nó hơi tối, nó hơi tối nghĩa. Thì chúng ta xem ở trong coi như là cái bản phổ thông ấy, nó nói rất là hay như thế này. Cho nên niềm tin có được là do người ta nghe tin mừng, và người ta nghe và người ta được nghe tin mừng là khi có người rao giảng Chúa cứu thế cho họ. Amen. Tức là ở đây cái bản Kinh Thánh này thì cũng có người dịch cái bản trong bản truyền thống này có thể sửa như thế này. Đức tin đến là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời rao giảng về Đấng Christ. Lời rao giảng về Đấng Christ. Chứ nếu mà lời Đức Chúa Trời cũng là lời Đấng Christ thôi. Nhưng mà rao giảng về lời Đức Chúa Trời, rao giảng về Đấng Christ. Amen. Đấng Christ đó là phúc âm, là tin mừng cho chúng ta. Amen. Đúng không? Trong cái bản hiện đại thì nó dịch rất là hay. Cái chỗ như thế này. Để chúng ta đấy, nghiên cứu nhiều cái bản thì mình mới thấy nó sáng ra. Amen. Mình mới biết là đúng rồi. Có sao nghe lời Đấng Christ chứ lời Đấng Christ với lời Đức Chúa Trời nó khác nhau sao? Không. Vì Ngài là lời, nhưng mà gì? Nghe giảng về Đấng Christ. Cho nên người ta tin Chúa nhờ nghe giảng, và họ nghe khi phúc âm của Chúa cứu thế được công bố. Đây là cái bản hiện đại. Thế thì cảm tạ Chúa. Cái bản tiếng Anh nó cũng không rõ, mà cái bản truyền thống này cũng không rõ. Bản của Công Giáo hay bản Hiệu Đính hay bản 211 nó cũng không rõ. Thế thì để cho chúng ta thấy là đức tin đến khi người ta nghe, mà khi người ta nghe là gì? Phúc âm hay là tin mừng, đúng không? Về sự Chúa cứu thế đến để cứu chúng ta. Đó là Đấng Christ đến để cứu chúng ta, để mua chuộc chúng ta. Đó là tin mừng mà người ta phải nghe. Thế thì đức tin chỉ đến khi mà người ta rao giảng về phúc âm của Chúa. Thế bây giờ rao giảng về luật pháp chúng ta có đức tin không ạ? Không. Nếu mà rao giảng về luật pháp của Chúa cũng là lời Đức Chúa Trời, chúng ta có đức tin không? Không. Mất đức tin. Mất đức tin luôn, đúng không? Làm không được. Vì rao giảng về luật pháp thì người ta không thể nghe được, không, và nghe không có được tin. Tại vì căn cứ vào luật pháp là người ta sợ lắm. Vì luật pháp nó kích thích người ta phạm tội, đúng không? Và luật pháp nó là sức mạnh của tội lỗi. Cho nên là càng giảng về luật pháp thì lại càng không có đức tin. Thế thì để cho chúng ta biết rằng luật pháp nó là gì? Ngược với đức tin. Đúng không? Luật pháp nó ngược với đức tin. Chúng ta xem vào coi như là, cũng là Roma đoạn 10 đây này. Để chúng ta thấy là dân Israel nó không tìm kiếm Đức Chúa Trời bởi đức tin, bởi đức tin.
nó không bởi đức tin mà nó tìm, nhưng mà nó là bởi gì? Bởi việc làm theo luật pháp, nó cậy cái luật pháp, cho nên là nó không thể thấy được Chúa cứu thế, và cuối cùng là nó không có đức tin. Mà đúng thật khi Chúa đến thì nó không tin này. Cho nên là cái đức tin này nó ngược với gì? Việc làm của luật pháp. Đức tin nó ngược với việc làm của luật pháp. Để chúng ta thấy được rằng đấy, bây giờ chúng ta phải hiểu coi như là đức tin đến là khi người ta nghe về phúc âm của Chúa Giêsu Christ được làm giả. Đó mới là đức tin. Chứ còn nếu như không thì luật pháp cũng là lời của Đức Chúa Trời hay lời Đấng Christ thì nó cũng là một thôi, đúng không? Nhưng mà lại gì? Làm cho người ta không có đức tin và người ta sợ và người ta gì? Lui đi, né tránh. Nó vậy đấy. Cho nên là bây giờ làm sao mà có đức tin? Thế thì chúng ta chỉ nghe lời phúc âm về Chúa cứu thế. Ở đây trong Roma đoạn 10 thì chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 4 thì chúng ta sẽ thấy. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, tức là không theo ý Chúa, đúng không? Nó sai lầm. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, là không phục đấng Christ là sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên câu 4 mới nói là vì đấng Christ là gì? Là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Ngài là cuối cùng của luật pháp rồi. Chỉ có Ngài đến mới làm trọn luật pháp, đúng không ạ? Và chúng ta tin Ngài thì nhân khi chúng ta tin Ngài thì được xưng công bình, đúng không ạ? Tin đến danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Ngài đến để làm công cuộc cứu chuộc cho thế gian này, mà ai tin đến thì được xưng là công bình. Thế giờ như anh Hiệp đây thì anh đã được xưng công bình chưa? Đã là người công bình chưa? Đã là xưng là người công bình chưa? Tin rồi. Có mình nói mạnh ra lên có chưa? Chúng ta là những người công bình chưa? Amen. Alleluia. Ai xưng chúng ta là công bình? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xưng chúng ta là công bình. Amen. Đấy là lời Chúa nói mà. Amen. Đấy gì? Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Amen. Vậy chúng ta có phải là những người tin Chúa Giêsu không? Amen. Amen. Chúng ta phải khẳng định chứ, đừng có để ma quỷ nó lừa dối. Bây giờ coi như ma quỷ nó bảo người còn phạm cái điều này, phạm cái điều kia. Bảo đúng, chúng ta phải nhận. Đúng, chúng ta ở trong xác thịt là còn phạm những cái điều này, điều kia. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ đã gì? Trả cái giá đó cho chúng ta rồi. Amen. 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 Thế thì có một cái câu chuyện là cái anh này có một thằng con trai đến tiệm, bắt đầu vào nhà hàng, bắt đầu gọi các món ra ăn. Ăn khỏe lắm, ăn rất là mạnh, đến khi coi như là người ta đưa cái hóa đơn đến để tính tiền thì bắt đầu giật mình nên là không đủ tiền mà tính. Thế mà gọi điện cho ba, khỏi ba đến. Ê, rồi ba bảo được rồi, thế rồi ba sẽ trả tiền, rồi ba vào trong kia ba sẽ tính toán tiền. Thế rồi thằng này nó ở ngoài nó đợi, thế rồi một tiếng, hai tiếng, nửa ngày cũng không thấy, đợi hai ba ngày cũng không thấy ông ra. Đó, một tuần sau cuối cùng là nó nóng ruột, nó vào, nó hỏi và thấy ba đang làm gì. Hỏi coi như là lấy cái việc phụ thì ba đang rửa chén là xong ấy. Mà làm sao lan nhiều quá nhỉ, ba phải làm gì để trả nó, chứ không có là nó giữ con ở lại, đúng không? Nó không giữ con thì nó giữ chứ ba phải ở lại làm đủ cái số tiền nó để trả. Còn thế bây giờ ba phải ở đây bao nhiêu? 3 tháng. Ăn một bữa mà trả tới toàn cao lương mỹ vị không, 3 tháng lương. Thế thì để chúng ta biết là nếu như không trả thiếu, nếu mà còn trả thiếu một đồng, Kinh Thánh nói là nếu chúng ta trả thiếu một đồng thì có ra khỏi tù được không? Không ra được. Thế thì cái giá mà Chúa Giêsu trả cho chúng ta đủ chưa? Dư. Thế bây giờ chúng ta còn phải làm cái gì thêm
phải cộng thêm cái gì hay làm cái gì nữa để coi như là được thoát, được tự do không? Không. À, chúng ta còn phải làm thêm cái gì nữa để được thoát được tự do không? Amen. À, tin thôi. Chỉ tin thôi. Tin cái điều đó. Chúa Giêsu là cái giá mà đã trả cho chúng ta để chúng ta thoát khỏi tù rồi, thoát khỏi cái sự chết rồi. Amen. Cố gắng. À, nếu như chúng ta không tin là chúng ta còn cố gắng phải làm cái này. Bây giờ bảo thế, bây giờ nếu có muốn có đức tin thì phải làm gì? Có người nói bảo phải kiên ăn cầu nguyện. Đấy là việc làm. Như vậy có đúng không? À? Sao? Nghe về phúc âm là tin mừng Chúa đến để giải phóng chúng ta. Amen. 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 Chúa trả cho cái giá mà không ai có thể trả được, như ở trong Thi Thiên 49 đấy, câu 7 đấy, đúng không? Thì giá chuộc coi như là nó cao quá đi. Và người ta không thể làm đến đời đời được. Amen. Cái giá chuộc này nó cao lắm. Người ta không thể nào làm đến đời đời được. Cho nên Chúa phải đến. Amen. Để trả cái giá này cho chúng ta. Amen. Cái giá của tội lỗi là sự chết. Như Roma 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi hay là cái giá của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà sự ban cho. Đáng lẽ là gì? Chúng ta phải chết. Yeah. Nhưng mà Chúa Giêsu đến chết cho chúng ta. Amen. Trả cho chúng ta cái giá đó. Amen. Amen. Để rồi chúng ta được thoát khỏi cái sự chết này đó. Đó là điều mà chúng ta phải tin. Thế thì chúng ta chỉ nhận lãnh cái điều đó bởi đức gì? Đức tin mà thôi. Đấy, như ở trong Ma-thiêu đoạn 9 câu chúng ta mở Ma-thiêu đoạn 9. Thì Chúa nói với lại cái người này nó làm sao? Con gái của Giai-ru. Hai người mù, câu đoạn 9 câu 29. Từ câu 27 đến câu 29 thì chúng ta thấy này, hai người này có phải làm cái gì? Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: hỡi con cháu vua David, xin thương xuống tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng: hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: theo như đức tin các ngươi phải được hành vậy. Amen. Họ chỉ gì? Cảm ơn Chúa. Tin thôi. Tin thôi. Amen. Họ có làm cái gì? Họ có phải cầu nguyện không? Không. Họ phải kiêng ăn không? Không. Chỉ tin. Họ phải coi như là phải thờ phượng Chúa không? Tin. Hả? Tin. Chỉ tin thôi. Amen. Tin rằng Chúa có quyền làm được điều này. Amen. Amen. Thế bây giờ chúng ta bởi đức tin mà được gì? Được cứu. Cứu rồi. Thế bây giờ bệnh tật của chúng ta, ta bởi gì? Đức tin mà chữa lành. Chết được chữa. Amen. Amen. Alleluia. Đúng không? Ngài là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Amen. Mà quyền phép của Ngài là quyền phép vô biên, không có gì hạn chế. Đấy, như là Roma đoạn 1 câu 16 đấy, chúng ta thấy rồi, đúng không? Vì trong tin lành này là quyền phép của Đức Chúa Trời để gì? Cứu mọi kẻ tin. Tin. Amen. Chúng ta được cứu là nhờ đúng. Tin vào phúc âm Chúa Giêsu là đã đến thế gian này, nhận lấy tội lỗi của chúng ta rồi. Ngài là sự cuối cùng của luật pháp rồi, chỉ có một mình Ngài làm trọn luật pháp. Cho nên chúng ta sống bởi đức tin thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải làm cái gì? Làm công việc Đức Chúa Trời chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta tin, bây giờ bảo người của mình sống bởi đức tin. Thế bây giờ coi như là chúng ta sống thì chúng ta phải làm. Phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Người ta bảo phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Hay là phải làm công việc Đức Chúa Trời. Thế bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Hả? Chúng ta phải làm cái gì? À. Chúng ta phải làm gì? Tin. À. Thế thì ở đây trong tin lành Giăng đoạn 6 câu 28 29 thì dân Israel nó cũng muốn như thế. Muốn hỏi xem là bây giờ chúng tôi phải làm chi để được làm công việc của Đức Chúa Trời. Đấy, bây giờ coi như là chúng ta hầu việc Chúa, bảo hầu việc Chúa làm công việc Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì? Chả biết làm gì. Tin. À,
tin đấng, chỉ có tin cái đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Đó là công việc của Ngài mà chúng ta phải làm. Amen. Chúng ta sẽ đọc câu 28 và 29 nhé. Tin lành Giăng đoạn 6 câu 28 và 29 nhé. Đấy, chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có đức tin thôi. Mà người công bình sống bởi đức tin là chỉ có tin thôi. Chúng ta phải kiêng ngăn cầu nguyện để coi như là phải học Kinh Thánh cho nhiều, coi như là phải làm thế này, phải làm thế kia. Không, như vậy nó cũng không có. Đúng không ạ? Chỉ có tin thôi. Tin. Chúng ta sẽ đọc hai câu Kinh Thánh này. Tin lành Giăng đoạn 6 câu 28 và 29. Chúng ta sẽ cùng đọc. Chúng ta sẽ cùng đọc hai câu Kinh Thánh này. Đoạn 6 câu 28 29. Cháu có 28, 29 là đây 40 mấy rồi mà. Cháu này. Cháu đây. 28, 29 này. 28, 29 này. Đánh lộn. 28, 28, 29 này. Đây, 28 đây. 28 đây này. Rồi, chúng ta cùng đọc hai câu Kinh Thánh này. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Mà các ngươi phải làm ấy. Ấy đó là công việc Ngài, các ngươi phải làm. Amen. Amen. Chỉ tin Chúa Giê-xu. Đó là công việc của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải làm. Chỉ có gì? Chỉ có tin. Amen. Chúng ta tin thì chúng ta nhận lãnh, chúng ta tin thì chúng ta được cứu chuộc, chúng ta tin thì chúng ta được coi như là lành bệnh, đúng không ạ? Amen. Chúng ta tin. Thế thì khi mà chúng ta tin rồi thì chúng ta phải nói cái đức tin của mình ở trong lòng ra, đúng không ạ? Amen. 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 Tự nhiên rồi nó phải nói ra thôi. Thế bây giờ như thế này, người ta bảo thế thì nếu mà tin như vậy không thôi thì không có việc làm thì coi như là thành ra đức tin chết. Đấy, chúng ta sẽ mở ra cơ đoạn 2 này. Để chúng ta xem ở cái điều này. Đấy, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thế thì bây giờ coi như là chúng ta giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào. Và bây giờ mọi người không nhìn sống bởi đức tin thì chỉ tin thôi. Tin. Nhưng mà tin mà cứ ngồi đó mà tin không làm gì hết thì coi như là ra cơ bảo là thế tin thì không có việc làm là đức tin chết. Có những anh em coi như là đi theo Chúa bây giờ hết gạo rồi, nếu mà như người ta hết gạo thì phải coi như là đi làm công, đúng không, để có tiền mua gạo chứ. Nhưng mà làm sao ngồi đấy tin Chúa là bây giờ con là con của Chúa này, con giờ gia đình con hết gạo rồi, Chúa là đứng tiếp trợ cho con. Amen. Chúa làm đi, con tin là Chúa sẽ làm. Dạ. Có người đến tiếp trợ thật. Khó mà tin. Thế mà bây giờ mà phải làm mới có mà đấy. Đói là đầu gối phải bò. Đói. Người đời nói mà đói bụng đói thì đầu gối phải bò chứ. Đúng không? Thực tế. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta tin Chúa thì cứ ngồi nó chờ đợi Chúa sẽ làm. Amen. Tại vì như cái đợt mà coi như tôi xem cái đĩa mà coi như là Chúa Giê-xu đến với ở Trung Quốc ấy. Có cái gia đình này coi như là chồng tin Chúa thì bị nó bắt tù 20 năm. Không? Thế là gia đình coi như là hình như nó 7 đứa con. Mà lúc ấy thì những người đi theo Chúa thì coi như là các cái cơ quan với lại cái nơi mà nó làm việc ấy là nó tẩy chay. Nó tẩy chay không cho làm việc. Thế thì bây giờ không có cái gì mà ăn hết. Thế
thế thì bây giờ bỏ coi như là đi làm, muốn đi làm không đi làm được, nó bao vây, à, nó không cho. Thế thì bây giờ làm sao? Thế chỉ coi như là tin ở nơi Chúa thôi. Mà tự nhiên là Chúa đưa cái người nào đó ở rất xa mang thức ăn đến này, rồi coi như cứ có cái tiền coi như là gửi qua bưu điện, cứ có tiền gửi qua bưu điện mà không biết ai, ai gửi, không biết ai gửi, cứ có tiền gửi qua bưu điện ra lạnh về ăn, cho đến khi coi như là ông này trở về 20 năm, ông này trở về để mình thấy được Chúa nuôi con cái của Ngài. Nếu như mình tin, đúng không? Nếu như mình tin. Còn bây giờ đi làm coi như là đấy, như gia đình tôi trên đó thì coi như là đi làm, nhưng mà tôi bảo là nếu mà không tin Chúa mà không kính sợ Chúa, không tin đó, thì mình cứ làm theo cái ý riêng của mình, làm mà không oan mà đúng thật, vừa đầu tư vào lại lỗ đấy, lỗ 50-60 triệu, và đấy đang nghe cứ ngồi đấy có cái tiền đấy mà ăn cũng được. Chỉ tin Chúa thôi. Nhưng mà không tin được, không tin phải làm cần lực, mà cuối cùng càng làm thì càng lỗ, khó. Thế mà Chúa nói không nghe, càng làm càng lỗ, càng đầu tư và càng lỗ, nó khổ vậy. Thế đây, thế thì ở đây Gia Cơ nói ở trong đoạn 2, nếu mà đức tin không có việc làm thì đức tin chết. À đây thì để chúng ta hiểu cái điều này nó như thế nào, chứ không có rồi coi như là bảo tin nhưng mà không có việc làm rồi chết. Đức tin phải có việc làm. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ xem từ câu 18 trở đi đây. Chúng ta sẽ cùng đọc câu 18 cho đến hết câu 26 này. 9 câu. Chúng ta sẽ cùng đọc này. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đóng công cộng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Thế thì bây giờ ở đây bảo là đức tin phải có việc làm, bảo đức tin phải có việc làm. Thế thì chúng ta nghiên cứu về cái hai cái gương mà coi như là Gia Cơ lấy ở trong Kinh Thánh để bày tỏ về cái việc làm, đúng không? Để bày tỏ cái việc làm để chứng minh là đức tin phải có việc làm, đúng không? Thế thì chúng ta nếu mà nghiên cứu về trong Sáng Thế Ký đoạn 15 nha, giờ chúng ta phải xem từ Sáng Thế Ký đoạn 15 thì chúng ta thấy là Abraham được xưng công bình từ khi nào? Khi mà Chúa kêu gọi Abraham ra là đoạn 12, đúng không? Rồi coi như đến tận đoạn 15. Chúng ta sẽ xem câu 4, câu 5, câu 6. Đoạn 15, câu 4, câu 5, câu 6.
Thế thì Abraham được gọi, được Chúa gọi là từ đoạn 12 nhé, đúng không ạ? Cho đến tận đoạn 15 thì ông ta mới được xưng công bình. À, lúc đó ông ta mới tin. À, câu 4, câu 5, câu 6 thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy này. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Áp-ram tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Bây giờ là Chúa nói là Chúa xưng công bình Abraham. Lúc này Abraham mới tin. Tin đúng không? Dạ. Yeah. Lúc này thì Abraham mới tin và được xưng công bình. Thế thì khi mà coi như là khi mà Abraham tin. Tin Đức Giê-hô-va. Amen. Thì Ngài kể đó là sự đó là gì? Là công bình cho người. Tin Đức Giê-hô-va. Thế thì Abraham chỉ tin Đức Giê-hô-va thôi thì Chúa cho ông ta là người công bình. Thế ngày hôm nay chúng ta chỉ tin Chúa Giê-xu thôi thì Chúa cho chúng ta là người công bình. Cũng y như Abraham. Thế nhưng mà từ khi mà Abraham tin cho đến khi mà ông ta sanh con là biết bao nhiêu năm, khi mà coi như là nhận lãnh cái điều mà coi Chúa hứa dòng dõi sẽ ra từ gan ruột ngươi đấy, là bao nhiêu năm chúng ta biết không? Mười mấy năm. Chắc không phải 20 năm, tại vì khi coi như là 15, 20 năm đúng không, từ khi mà Chúa gọi ông ta ra khỏi coi như là xứ Charan đấy, 15 là 75 tuổi đúng không, cho đến khi sinh được Isaac là 100 tuổi, thế là 25 năm mà coi như là trừ đi cái số mà từ coi như là sáng thế kỷ 12 Ismael này coi như là này kia khác nọ, coi như là đến khi mà coi như là đây chưa đoạn 16 Ismael mới sinh ra, nhưng mà đây cuối đoạn 15 chưa đến cuối đoạn 15, đầu đoạn 15 này thì là cứ khoảng 20 năm thôi, là 20 năm, thấy không? Từ coi như là khi mà Chúa kêu gọi và ông ta tin cho đến lúc coi như là Isaac được sanh ra là 20 năm đi, đúng không? 20 năm mà khi mà Isaac lớn lên mà mang vác được củi rồi đấy, sang đoạn 22 này thì Chúa mới phán mới Abraham, thì lúc đó ông ta bắt đầu mới gì, có việc làm, mà việc làm này là việc làm bao nhiêu lần, ông ta phải dâng với Isaac bao nhiêu lần đấy, đoạn 22 nhá. Đến khi coi như là Abraham rồi đổi thành Abraham và khi sinh được Isaac rồi, Isaac bắt đầu lớn lên rồi biết coi như là vác củi rồi thì Chúa mới phán là phải dâng Isaac. Chúa mới phán là phải dâng Isaac này nha, thấy chưa? Và bắt đầu là ông ta vâng lời. Thì từ khi mà Isaac được sanh ra cho đến lúc mà Isaac có thể mang củi lên trên núi đi với Abraham thì lúc này cứ khoảng 15 năm đúng không, thì mới có thể vác củi mà đi lên rừng được đúng không, thì mới làm của lễ thiêu. Chúng ta xem câu 1 câu 2 thì chúng ta thấy Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 câu 2 nhá. Khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng: hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Thấy chưa? Thế là lúc này coi như là Isaac cũng phải 15 tuổi rồi, đúng không? 14, 15 tuổi rồi thì bắt đầu mới. Thế như vậy là từ khi mà ông ta tin cho đến lúc mà ông ta dâng con mà bắt Chúa bắt ông ta phải làm một cái công việc này.
là cứ khoảng 35 năm, đúng không? 35 năm bắt đầu mới có việc làm. Thế mà bây giờ coi như là người mới tin Chúa thì coi như là bắt phải có việc làm ngay. Phải đi nhóm này, cầu nguyện này, phải coi như là dâng phần 10 này, phải làm cái này làm cái kia. Tức là người ta không được nuôi dưỡng, nó chưa lớn lên. Như cái cây người ta trồng ấy, nó phải có cái giai đoạn bắt đầu nó lớn thì có đức tin. Amen. Có đức tin rồi bắt đầu người ta mới làm, mà việc làm đó là bởi đức tin. Amen. Đấy, thế cho nên là chúng ta thấy là nó ngược. Mà gia cơ nói tắt một cái mà chúng ta tưởng rằng như là Abraham tin cái là làm liền. Có không? Không. À, bây giờ con cái Chúa cũng vậy thôi, đúng không? Khi tin rồi phải nghe, tức là nghe về giảng về phúc âm, tức là giảng về Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải tưới nước là lời phúc âm về Đấng Christ, để rồi người ta có đức tin. Đức tin rồi người ta mới đi đến dẫn việc đến việc làm. Đức tin rồi dẫn đức tin rồi bắt đầu mới làm. Amen. Đúng rồi. Chứ bây giờ bảo tin cái phải làm ngay, đấy, tin cái phải làm liền. À, thế thì có không? Thế thì ở đây chúng ta thấy là Gia Cơ lấy hai cái, à, và một cái nữa là Rahab. Rahab thì chỉ có tiếp các sứ giả của Giô-suê thôi, đúng không? Nhưng ở trong Giô-suê, coi như là chúng ta xem ở trong sách Giô-suê đấy, đúng không? Giô-suê này. À, thì coi như là Rahab tiếp rước ở đoạn 2 đấy. Thế thì khi mà hai thám tử này vào thành rồi thì bắt đầu là gặp cái người đàn bà này. Đấy, chúng ta sẽ mở Giô-suê. Đoạn 2, câu 8, câu 9, câu 10. Câu 8, câu 9, câu 10. Bốn cầu. Giô-suê chương 2. Giô-suê chương 2. Giô-suê ạ. Đâu đây sau phục truyền. Sau phục truyền. Sau phục truyền là đến Giô-suê. Đây là Giô-suê đoạn 2. Đấy. Câu 8, 9, 10, 11. Bốn câu này. Ha. Thì chúng ta sẽ xem cái đoạn này chúng ta sẽ thấy. Khi mà coi như là để chúng ta thấy được cái đức tin nó đến với lại cái bà Rahab này. Cho đến từ khi mà bà ta có đức tin cho đến khi mà người bà có việc làm là biết bao nhiêu năm, nó có cái thời gian của nó chứ không phải là tự nhiên mà hai ông này đến cái là tiếp rước luôn đâu. Đúng không? Chả biết, không nghe, không biết, không thấy, không tin, không có nghe gì hết mà chả tin gì hết thì làm sao mà tiếp rước được. Bây giờ chúng ta không thấy cái người lạ tự nhiên người ta đến nhà mình có tiếp rước cho ở nhà giấu riêng không? Dám coi như là hy sinh mạng sống mình để cứu người ta không? Có khi là coi như trốn tù, trốn trại đến đây mà trốn như thế này, chính quyền đang truy nã, vua đang truy nã này mà coi giấu đi có dám không? Hả? Không dám. Thế để chúng ta thấy này, rồi chúng ta đọc bốn câu kinh thánh này nha. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi,
và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Amen. Thế thì coi như là bà này, cái dân thành Jericho và cái bà Rahab này, bà nghe là từ khi mà coi như là dân Israel ra khỏi biển đỏ, mà coi như là Chúa dùng quyền năng của Ngài mở biển đỏ ra, cho đến lúc mà coi như là vào xứ Canaan này, chúng ta biết là bao nhiêu năm từ khi mà dân Israel mà ra khỏi biển đỏ cho đến lúc mà coi như là Chúa bảo chiếm xứ Canaan này, là biết bao nhiêu năm không? Bao nhiêu năm dân Israel đi trong đồng vắng? 40 năm, đúng không? Tức là bà Rahab này, bà nghe, bà thấy cái điều đó và thấy là dân coi như là nó tan chảy ra, vì coi như là khi mà ra khỏi xứ Ê-díp-tô mà Chúa mở biển đỏ ra, cho đến lúc mà coi như là hai cái người này đến thì họ mới gì, mới tin trước rồi thì mới tiếp rước các sứ giả, đúng không ạ? Và bắt đầu mới có việc làm. Mà Rahab với lại coi như là Abraham làm bao nhiêu lần. Thế thì đây là cái việc mà họ coi như là họ tin, họ nói ra và họ làm, đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ xem Roma đoạn 14 câu 23 cái phần chót để chúng ta thấy. Họ tin họ mới làm, còn nếu như mà họ không tin họ không làm. Amen. Không tin không làm. Tin thì không làm. Chưa có đức tin thì không làm được. Amen. Đúng không? Đúng rồi. Không có làm được. Mà nếu như chưa có đức tin mà làm thì làm sao? Đó là tội lỗi. Yeah. Cố gắng sức cố gắng sức riêng của mình, không tin. Không tin mà làm thì nó là tội lỗi. Tội lỗi. À, người ta có tin thì người ta mới nói, đúng không? Có tin thì mới làm. Là. Thì như thế Chúa mới đẹp lắm. Giống như dân Israel nó không bởi đức tin mà nó coi như là cậy luật pháp thì Chúa không khứng, đúng không ạ? Bởi vì nó cậy cái việc luật pháp, cậy cái sức riêng của mình mà nó không cậy đức tin thì nó chết. Amen. Cho nên người công bình sống bởi đức tin là sống như thế nào? Amen. Đấy. Cái điều này là muốn giải quyết thì chúng ta chưa nói bảo người công bình sống bởi đức tin, mà tin cái gì đâu? Tin cái gì? Làm cái gì? Cố gắng coi như là lao vào làm để chứng tỏ đức tin, nhưng mà có đức tin đâu? Amen. Không có đức tin. Sao? Thế là chết. Đó, thế nỗ là người ta chết. Nỗ lực xác thịt theo luật pháp, theo chứng của Kinh Thánh, người ta cố gắng. Đó. Thế là chết. Đúng rồi. Đúng. Chúng ta sẽ đọc câu 23 này. Amen. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Amen. Chúng ta cố gắng chúng ta làm để được thì chúng ta có công không ạ? Không. Có công chứ bạn, đúng rồi không? Hả? Đúng. Tội lỗi mà lại công là ác chứ. Là ác. Đó là kẻ ác. Là ác chứ đâu. Làm theo sức mình là. Làm theo sức mình là. Chứ mà cũng có trời làm. Lỗi bởi đức tin mà làm. Đâu phải lỗi đức tin đâu. Dạ. Cố gắng làm theo cái cách của mình. Làm theo cái điều mình muốn. Và cố chứng tỏ đây tôi có đức tin nhưng mà có không? Chứng tỏ. Cái đó là tội lỗi. Là sự gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Nghe vào đấy. Bây giờ tin phải có việc làm, cố gắng làm để chứng tỏ đức tin, nhiều có không? Làm theo ý mình. Đó là làm theo ý mình là ra nát, là tội lỗi. Khi nào người ta tin, người ta nhận lãnh Đức Thánh Linh và Chúa dẫn người ta làm cái điều gì mà cũng không phải con người ta làm đâu. Đấy, không phải con người ta làm, mà chính là gì? Chúa làm. Thế giống như ông Hiệp đây, ai làm chứng cho ông tin Chúa? Ai kéo ông vào đây để mà tin Chúa? Chúa Giêsu. Chúa làm. Amen. Đúng vậy.
Chứ bây giờ cứ giảng rách mồm ra không chả tin là chả tin. Cứ khôn ngoan theo cách này, khôn ngoan theo cách kia. Chả ăn thua gì. Amen. Càng cứng cổ thôi. Mà làm như thế là nó chả có ích gì, đúng không ạ? Đúng vậy. Tại vì chúng ta chả biết cái thời điểm nào của Chúa, chả biết Chúa làm thế nào, chả biết Chúa có cứu người này hay không. Khôn ngoan thuyết phục. Em có tin không? Không, không tin. Nhưng mà Chúa thương xót là vì sao? Chúa xin chúng ta công bình rồi, chứ nếu không Chúa đập chúng ta chết. Chúa làm theo cái cách của chúng ta, đúng, rồi. Đúng không? Đấy, làm không bởi đức tin là chết. Tội lỗi. Không tin. Bởi không bởi đức tin mà làm. Tức là bởi đức tin là gì? Chúa phán và tin cái điều đó, chắc chắn Chúa sẽ làm. Nhận điều đó cho mình. Nhận điều đó. Thế là cứ đến kỳ Chúa phán là nó sẽ xảy ra. Amen. Tại sao mà người đi theo Chúa không dám manh động, không dám tự theo cái việc? Làm việc gì thì làm, nhưng mà hầu việc Chúa và làm theo công việc Chúa mà không chưa được quay khải thị, chưa được coi như là Chúa lệnh cho đi cho đó mà đi, cuối cùng chả được ích gì, mà cuối cùng là thành ra gì? Tội lỗi, đúng không ạ? Chưa tin. Thế thì ở đây Kinh Thánh, thế thì khi nào mà người ta bắt đầu người ta mới nói tin? Khi người ta tin thì người ta mới nói. Khi nào người ta tin người ta mới nói, đúng không? Người ta tin thì người ta mới nói chứ. Còn chưa tin thì bắt người ta nói, người ta nói được không? Không. Chả nói được. Nói dối. Nói nhưng mà nói dối. Chúng ta sẽ mở 2 Corinto. Dạ. Nói được, nói dối. Dạ, chính xác. Chương 4. Chương 4. Cảm ơn Chúa. 2 Corinto chương 4. Câu 13. Lời chúng ta sẽ đọc câu 13. Chúng ta sẽ đọc câu Kinh Thánh này. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng, ta đã tin, cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói. Amen. 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 Người ta có tin, người ta mới nói. Nó phải từ xuất phát từ trong lòng. Trong lòng. Chứ cố gắng học theo người khác coi như là người khác suối bảy đi mà nói. Bảo đi phải đi làm trứng đi chứ, tin Chúa giờ phải đi làm trứng đi chứ, chiên phải đẻ đi chứ, phải xanh đi. Cố gắng làm theo cái sức riêng của mình. Cái đấy chúng ta biết là làm không bởi đức tin, mà rõ ràng là chưa tin mà đi nói. Nói theo Nói theo, nói cái hay là theo. Nói theo, ăn theo hay là nói theo cái đức tin của người khác. Và mình chưa có. Đúng. Nó chỉ là giả hơi thôi, đúng không ạ? Amen. Nó chỉ là giả hơi thôi. Chưa tin mà nói. Lại giả bộ, giả bộ đức tin mạnh lắm. Đấy. Tại vì mình chưa trải nghiệm, đúng không ạ? Mình chưa có tin ở trong lòng, mình chưa xác biết thế. Mình chả có trải nghiệm nữa, mà mình chả biết thế nào mình nói. Thế thì cái đấy chỉ là coi như là học lóng thôi, đúng không? Hoặc là coi như là nói theo thôi. Nói theo cái người khác. Cho nên là cái điều này nó phải xuất phát từ trong lòng. Amen. Tin Amen. Mới nói. Tin mới làm. Mới làm. Và không tin không nói không làm. Chờ. Chờ đấy. Để khi nào có đức tin hạt giống phải chết. Amen. Amen. Trong kết quả. Đúng không? Chứ đâu phải gấp rút gì đâu. Yeah. Chúa không gấp rút. Tại vì chúng ta thấy là trong Kinh Thánh cũng nói ai tin Đức Chúa Trời thì không gấp rút. Nhưng mà trong Ê-sai coi như là đoạn 28 Ê-sai 28 không gấp rút, không ở trong Phi-e-rơ thì dịch lại là coi như là không xấu hổ hay là không hổ thẹn. 16 câu 16 Ê-sai 28 câu 16 tên Chúa là không gấp rút được, tức là không theo cái ý riêng của mình đi nôn nả theo ý riêng của mình coi như là đó là tội lỗi, đúng không? Không có nôn nà, không có cầm đèn chạy trước ô tô.
đó là làm bởi đức tin. Chúng ta phải chờ đợi, được chờ đợi đến khi Chúa tỏ ra cho chúng ta làm, đó là bởi đức tin. Amen. Tại vì Chúa nói thì chúng ta mới tin, tin thì bắt đầu chúng ta mới làm, hoặc là chúng ta mới nói. Nhưng bây giờ tự nhiên mà tôi nói một cái điều gì đó mà theo ý mình cái nó không ứng nghiệm, đó là Chúa bảo không phải tiên tri giả, hết tiên tri giả thôi. Đấy là người đâu có tin đâu, đâu có lời của ta đâu mà người tin theo cái kiểu nào, đoán mò, đoán mò nói ra. Chứ đâu phải là ta nói đâu mà nặng từ để nói, chỉ có lời của Đức Chúa Trời nói ra thì mới đó là đức tin thôi, đúng không? Amen. Đâu phải chúng ta nói mà tự nhiên nó có được đâu, không có đâu. Cho nên là nhiều khi chúng ta nó chưa hiểu sống bởi đức tin là thế nào, làm là như thế nào. Cho nên là chúng ta 28 câu 16 Dạ, câu 16 của chương 28. Này đấy, này ta đặt tại Siôn đấy. Chúng ta sẽ cùng đọc câu kinh thánh này nha. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt tại Siôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, làm nền bừng bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Amen. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Tức là phải có sự chờ đợi, đúng không? Ai tin thì không gấp rút, ai tin thì không nôn nản, ai tin thì phải coi như là có cái lòng nhịn nhục chờ đợi, ai tin thì không xấu hổ. Ví dụ như là bây giờ chúng ta cứ chờ đợi, bảo cái ông này khủng như sao, coi như là chả có đi làm đi, mà chưa bảo là mình đi làm, mà nhiều người nói nhiều khi mình mắc cỡ, mình xấu hổ luôn, đúng không? Yeah. Thế thì trong Roma thì Phaolô cũng nói là tin thì không hổ thẹn, tin Phi-rơ nói là tin thì không gì, không rúng động, tin thì không hổ thẹn, tin thì không rúng động. Tại sao Chúa là hòn đá vấp ngã? Vội vã. Tại sao Chúa là hòn đá vấp ngã? Vấp. Đi nhanh thì vấp đây. Tại vì đi theo ý của mình, ý riêng của mình thì nó phải gì? Phải vấp ngã, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở trong 1 Phi-rơ chương 2. Đấy. 1 Phi-rơ chương 2. Khi mà chúng ta tin thì chúng ta không vấp ngã. Nhưng mà kẻ không tin thì sẽ vấp. Nói mà tin Chúa nhưng mà cuối cùng là cũng phải theo như việc làm thì lại không tin. Cho nên là vấp ngã. Đấy. Không hiểu được. Đúng không? Nó khổ là khổ cái chỗ đó. Thế là mọi người công bình sống bởi đức tin. Đấy, nó rất là lắt léo nhưng mà nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Nó dễ thôi. Không vững mà rớt đài. Vớt. Đấy. Nó khổ là khổ cái chỗ. Lênh chanh làm theo ý mình là nó vấp ngã. Sáu. Chúng ta sẽ xem từ câu 6, câu 7, câu 8, câu 6, câu 7, câu 8 nha. Chúng ta sẽ xem, chúng ta thấy. Chúng ta cùng đọc. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Siôn hòn đá góc nhà, đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Thấy chưa? Amen. Thế thì người ta vấp là vì sao? Không tin lời, không tin đạo, không tin lời, không vâng phục.
không tin không âm phục. Thế còn chúng ta là những người đã tin thì làm sao? Nó là đá quý và chúng ta núp mình ở đó, chúng ta chờ đợi, đúng không? Và khi nào Chúa bảo là Chúa khải thị chúng ta bình yên, đó là có đức tin để mà làm. Amen. Để mà sống thì đẹp ý Đức Chúa Trời mới đẹp ý Đức Chúa Trời. Còn nếu không chúng ta cứ nôn nả chúng ta làm, chúng ta bảo có đức tin nhưng lao ra thực, trận thực tế là có đức tin không? Kẻ thù nó đâm chết tin, không có đức tin, không biết chiến lược, không có đức tin. Thế đó. Amen. Thế thì để chúng ta biết đức tin đến là khi người ta nghe giảng về gì? Đấng Christ. Amen. Đúng không? Và khi người ta tin rồi thì bắt đầu tự nhiên nó sẽ phát sinh ra lời nói, sẽ phát sinh ra việc làm. Amen. Đúng không? Tự nhiên giống như cái cây trồng đến kỳ nó sẽ ra trái ra bông vậy thôi, automatic thôi. Chứ đâu cần phải dục đâu. Nhưng mà bây giờ coi như là chúng ta cứ muốn coi như là ép nó ra ra trái trước kỳ. À, cho coi như là cái thúc nó, mà cái trái mà thúc coi như là nó chín ép thì chúng ta biết cái loại mà nó chín ép ăn nó có ngon không? Không. Mà hạt giống nó cũng chẳng mang mà làm giống được, đúng không ạ? Dạ. Ừ. Sẽ thối. Đúng không? Nó thối. Nó rụt. Không có sinh ra các thế hệ sau. Thế thì đây là điều mà Chúa dạy cho chúng ta được. Người công bình sống bởi đức tin như thế nào? Amen. Đúng vậy. Đúng không? Chúng ta có thấy được cái điều đó không? Cảm ơn Chúa. Phải tin. Đúng không ạ? Để khi nào đức tin đến, để đức tin đến. Thế thì trước khi đức tin đến thì chúng ta còn phải ở dưới cái quyền của mình, kẻ giám hậu, luật pháp, chờ đợi đến khi nào đức tin đến, có đức tin, bùng khi nào đức tin, đúng không? Chúng ta phải có cái luật pháp lý trước để khi có đức tin đến. Amen. Tại vì nếu mà chúng ta mới sinh ra thôi thì cũng chưa, nói chung là chưa mới làm. Sinh ra cũng chưa làm được, đúng không? Amen. Những con đỏ mà mới sinh ra chưa làm được cái gì hết. Đó. Thế thì như ở trong Galati đoạn 4 á, thì chúng ta cũng thấy là người mà mới sinh ra thì nó còn đỏ lắm, còn nó chưa làm được. Nhưng mà theo như cái xác thì to, nhưng mà cái đức tin mà thần linh thì nó còn đang nhỏ, đúng không? Amen. Chưa lớn lên được. Yeah. Mà cứ cố gắng làm thì không làm, đúng không? Phải đến kỳ. Amen. Thì bắt đầu người ta mới làm. Cho nên là cũng không nôn nả gì. Amen. Để chúng ta thấy được đó, người công bình sống bởi đức tin. Amen. Cho đến kỳ. Và như vậy thì chúng ta phải chịu khó nghe gì? Lời giảng về Đấng Christ. Amen. Đúng không? Chúng ta muốn có đức tin, muốn lớn lên được thì chúng ta phải gì? Nghe lời giảng về Đấng Christ. Đừng có né, đúng không? Né. Chúng ta phải chịu không khó có nghe. Đức tin. Nghe. Amen. Có nghe. Thì rồi đức tin sẽ đến. Và đức tin đến rồi dần dần nó sẽ gì? Lớn lên. Amen. Và Chúa sẽ làm cho nó lớn lên. Đúng. Bởi vì lời đến sẽ làm cho chúng ta lớn lên, đúng không? Đấy nha, chúng ta sẽ xem Galati đoạn 4 câu 1 này. Cho đến câu 4 thì chúng ta thấy Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 4 nó phải đứng kỳ rồi. Cái gì nó có kỳ thì nên chúng ta luôn nản không được. Amen. Phải chờ đợi. Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 4. Galati sau hai câu ông tô mở thì chưa. Nhưng anh mới tin câu 1 đến câu 4. Trời mấy con thật tự nghe lời Chúa. Rồi. Để chúng ta cùng đọc. Và tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Thế thì để đến đúng kỳ, Đức Chúa Trời làm cái gì nó phải đúng kỳ. Amen. Và chúng ta cũng phải vậy, đúng không? Phải đúng kỳ của Chúa chứ không phải đúng kỳ của chúng ta. Chúng ta làm đúng kỳ của Chúa, tức là làm đúng kỳ của chúng ta. Amen. Thì tự nhiên nó sẽ automatic, giống như cái cây trồng đúng đến kỳ nó sẽ ra trái.
Thế thì người là được coi như là tin rồi, thuộc về dòng dõi Abraham rồi, là chủ của mọi vật rồi, nhưng mà vẫn còn nhỏ, đúng không nào? Mới sinh ra vẫn còn nhỏ, trời ơi, thì vẫn phải ở dưới quyền của kẻ giám, giám hộ, đúng không? Kẻ bảo hộ tức là luật pháp, người canh giữ, nó canh giữ chúng ta cho đến khi chúng ta trưởng thành, đến kỳ có đức tin, và chúng ta sẽ làm đức tin, phạm luật là bị quất, thì chúng ta mới có thể phải có luật làm theo ý muốn của Chúa được. Chúng ta phải lớn lên, chúng ta mới hiểu biết ý muốn của Chúa, đúng là mình, đúng, chúng ta phải lớn lên. Thế thì chịu khó nghe lời của Đấng Christ để có đức tin, rồi có đức tin rồi chúng ta lại phải dẫn đến đức tin nữa. Amen. Và chúng ta làm bởi đức tin. Amen. Không phải bởi sức riêng của mình, không phải bỏ theo chữ của luật pháp, thì đó là người công bình sống bởi đức tin. Amen. Amen. Chúa xin Chúa ban phước cho bài trẻ em Đức Giêsu lời đã đến chúng con trưởng dự.